Hello everyone, how are you today? I'm fine, thanks. Today we are going to learn Unit 9, Learn Time, Lesson 2, Grammar. Tiếng tiếng Anh hôm nay chúng ta sẽ học bài số 9, bài học số 2, ngữ pháp. Before we start a new lesson, I would like you to review words. Trước khi bắt đầu vào bài học mới, cô xin mời tất cả các bạn cùng nhau ôn tập lại những từ như sau. Now, you look at picture and write the words. I have the first picture. Let's check the correct word. The next picture. Could you please draw a word? The next picture. Let's check the correct word. Now, let's watch a clip and answer the question, what does she, he say? Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem một đoạn clip và trả lời cho cô biết là anh ấy hoặc cô ấy nói gì nha. Are you ready to see the clip? Now, let's start. Grammar. Today we will learn about the structures. Tôi có. Với câu tiếng Anh là I have. For example, I have a banana. Và cấu trúc câu tôi không có bằng câu tiếng Anh là I don't have. For example, I don't have a sandwich. Lưu ý, don't have là viết tắt của chữ do not have. Now, an plus with the noun start with a vowel sound. Chữ an sẽ cộng với danh từ mà bắt đầu bằng một nguyên âm trong tiếng Anh. Chúng ta đã học 5 nguyên âm trong tiếng Anh như sau. The first, you. For example, umbrella. The second, E, elephant, eraser. The third, O, orange, octopus. And the fourth, A, apple, ant. And the last, I, ice cream, insect. Now, I would like you to listen and say. Listening 99. Listen and say. I have two sandwiches.
I don't have my lunchbox. I have an apple. Now let's move to the next activity. We look and say. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau chuyển sang hoạt động theo, đó là hoạt động quan sát tranh và nói. Now look at this picture. Now can you see the cross? If you see the cross, it means don't have. And if you see the tick, it means have. Now could you please make a sentence with don't have? Now let's check the correct sentence. I don't have my lunchbox. Or I don't have my lunchbox. The next picture. Now, could you please make a sentence with have? Now, let's check the correct sentence. I have a sandwich. The next picture. I have a banana. I have a banana. And the next picture. I don't have a cookie. Now, I would like you to look at exercise number 4. Look again and write. I have and I don't have. Bây giờ, cô xin mời tất cả các bạn cùng nhìn vào bài tập số 4. Chúng ta hãy nhìn lại những bức tranh từ số 1, số 2, số 3, số 4. Và chúng ta viết chữ I have and I don't have. Now, I have an example for you. Number 1, I don't have a drink. Do you see the picture number 1? Here. Now, I would like you to do number 2, number 3, and number 4 for me, please. Now, let's start. Have you finished? Let's check the correct answer. Number 2, I have cookies. Number 3, I don't have a sandwich. And number 4, I have a banana. Now, this is the end of our lesson today. Bài học của hôm nay của chúng ta tới đây là hoàn thành rồi. Các bạn ở nhà thực hành lại những mẫu câu đã học. Goodbye and see you again.